đúng rồi bạn, không đúng rồi anh bác gái, sáng thì ăn đều đó dạ, không biết không, không chưa vậy chờ anh làm tới bún chà bá rồi. Ồ ồ ông ăn đã rồi sớm ông mời nè, uống chay hả? Bây giờ kỹ mà không, bây giờ chính nhau lần này lên nói chuyện đi ra tao. Đi ra ngoài đi. Đi ra tao có gì cũng được. Cho nên đi đi. Xịt cái màu hóa, xịt cái màu xe hết. Xịt cái trơn màu xe trơn. Gì hả? Đi đi đi. Trời không mát nha, trời không khai nha. Trời ơi, vô 5 xỉu máu mà giờ còn mình tỉnh vậy hả ba? Một bữa nay xe nhóc mà chân luôn. Trời ơi, quá trời xe ơi. Này, xe này của ai hả? Của bà bảo bằng nhà. Bằng nhà hả? Bằng nhà Bình Tân. Xe này của ai? Xe của bà là bà mới giữ đó. Bà mới giữ hả? Ừ, bà mới giữ. Để nhà bà giữ nè. Nhất bên cái. Mẹ, nhà này có cái kế hoạch này, im lắm nè. Bây giờ á, bữa nay á, ở nhà mình á, bữa nay xe quá trời đông. Bây giờ bữa nay xe quá trời đông rồi. Quá trời nhồi trong nhà. Nhồi quá trời nhồi à. Xúc nhau được bài nhồi vậy nha. Vô ăn uống không thấy làm được gì chứ. Nhồi người chuyện ra tích sự. Người chuyện. Bây giờ mà đâu, bây giờ có cái hoạch này. Bây giờ thôi giờ hai con cháu mình kiếm cái gì cho mấy người này đi. Đó, cho mấy người này. Ta có cái sẵn rồi. Ta mới mua đó, tỷ bãi đó. Cái này làm gì? Thương xe, bây giờ mình thương xe mới về. Thương xe rồi, nó không có ga là sao? Hồi đêm mấy, ông sơn xe nó không có mà gì, không có ga đó ông nội. Bù nhào xúm nhào chữ ra đường đồng ngõ này, nhớ kia đốc vô cho bà chữ thôi, không tao làm hết trơn, không chừa chiếc nào chừa chiếc xe bà báo nữa thôi. What? What the fuck? Bà báo là nhà mình. Bằng nhà hả? Ừ. Còn mấy người kia tao bước hình trơn, bữa nay tao chơi lớn, bữa nay mày còn nhiều chuyện xúm nhau, bu bu nhau, cứ gì không nói chuyện gì đèn ở chân mình không à. Bữa nay tao hiền nhất mà cứ đè tao chữ hoài. Ông xịt, hoài. Ông xịt cái này là nó không có gà nghe. Không có gà thì kệ, xe ai nó dựa. Có gì ông chịu trách nhiệm nghe. Tao chịu cho, có gì tao chịu. Ừ. Ông chịu trách nhiệm đó. Ừ. Con này là phụ thôi nghe. Ông kêu gì thì con làm nấy. Ừ. Mày cứ mày chăn rửa cho tao thôi. Rồi. Xe này của bà báo hả? Vậy là bỏ xe bà báo lại ha. Bỏ xe bà báo lại. Xe này của bà nè. Xe này bà chữ, bà chữ không nè. Bà chữ là nhiều nhất. Ờ nghe. Cái mỏ này chữ nhiều nhất nè. Trời xịt vô cái mỏ. Trời cái mỏ, xe mà không chơi mỏ trời rồi. Anh để giờ mình cũng không. Mày không cần cửa. Trời ơi, trời ơi. Từ từ. Xịt không nè. Xa ra chút. Ông xịt gạo hơn. Gì rồi vậy? Ông xịt gạo quá không được. Mình xịt liền nó không ấy. Còn có xịt xe khác thôi. Xịt gì đâu mà bệnh bệnh. Tự nhiều. Trời ơi, hết ga luôn, không nổ luôn. Rồi có này, không biết xịt nè. Xịt xa ra chút. Trời ơi, vậy? Hả? Lâu. Đó, thấy không? Đẹp rồi đó. Đẹp không? Nè. Ừ. Đẹp rồi kìa. Tự. Ôi, trắng to như cái mỏ luôn, thấy không? Nhà tự. Đó. Quay. Rồi, đi. Đây. Cái xe này xe của nó mầm móng nó nhiều chuyện cũng ốc lẩu nhưng nó chích vô nãy giờ. Cái mầm móng, cái mỏ của con mẹ đó dữ lắm. Bị ớt nó lên cho tao. Cho mẹ chữ một bữa. Đó. Cái mỏ quá hiểm luôn. Quá đẹp. À hủ tài nè. Hủ tài thì nè. Hủ tài. Cho mày bỏ cái tặng mày chích vô nè, mày nhiều chuyện, con nhỏ này nhiều chuyện nè, chích vô không à. Ừ. Cho mày chích vô, con bữa nay mày thấy cảnh này. Rồi, bắt đầu mình đi kiếm chỗ mình núp đi. Núp gì, đi ra đi về, em cố. Hay là mình ra mình ngồi uống nước bình thường đi. Ra uống nước bình thường đi. Chạy vô, chạy vô.
Bây giờ cậu Bảy bước nhớ gì đâu mà thấy cầm cây hơn bạc đi vô vòng vòng à. Ăn đi. Tính bàn chuyện, tính bàn chuyện động trời nữa thì trời. Đi ăn đi. Nói nhỏ nhỏ nghe được không? Chút xíu thì biết, chút xíu biết. Ăn đi. Lo ăn đi ở bệnh viện. Ăn đi. Trời. Từ từ. Con nghe hết ở trước chim mỉa đó. Tai gần chết. Lỗ tai chảy cái mắt luôn. Trời á, mẹ ở đây á, tụi con mẹ đó nha. Ở đây á, ở nhà trong này á kêu thôi đốt cái cùi bắp uống đi để không thôi á nó cục hoài. Nói không nghe, trời ơi là trời rồi ta đau bệnh cái chạy về kêu ta đưa tiền. Chẳng này tao đưa tiền mày chết mẹ với tao. Rồi ba hay gì? Chồng. Nhưng mà thôi đừng có cạnh quán giờ á. Vô cái nhà một tấm luôn, không có quét gì chết. Đi chơi á, ở ở sớm mùa quay á, tới 9 giữa 10 giờ cái gì đó nha. Con vô hả, con quét, con lo, con chết luôn. Ở mấy cái tao á, con làm á. Là lót cạnh cho mặt đi. Rồi vô đây á, ngày mùa không quét. Không quét đó luôn, cái đường người ta ngủ. Thôi là trời. Mày giảm ra. Đi mày điều đi. Nè cho mày tiền uống thôi nè mày. Trời thật đi. Trời thật coi có 40.000 nhiều quá trời đi uống mày ta. Thiệt người ta đó trời ơi. Đã hơn không hơn đi tới. Nói lộn lại của ai? Thiệt có của ai đó. Dạ. Trời ai biết đâu thấy đỡ đây tưởng không lại đỡ. Đi 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 kia chút nữa không hơn đi tới 12 giờ cái gì. Đó. Không đi tới 12 giờ vậy. Ăn giọng cá, hết người này có người kia, mệt nổi quá rồi. Tao nhóc tiền túi nè. Tiền tao còn nhóc túi. Tao ăn gì chưa hả? Tiền còn nhóc túi. Thấy là gì chưa? Ở tiền hả? Chưa ăn gì chưa? Mày biết đúng không? Chứ là cái trẻ không cúc. Mà đi vô thấy cái nhà vô á. Không ăn hết chưa? Ngày qua tao quét, ngày qua rồi nghe. Nhá chiều tao ngủ rồi tao quét thôi. Mấy bà đi già là tao ngủ dùng quét tát tát trên đây nè. Đi vô hồi nãy nó giờ nhóc cao luôn. Quét mày nha. Làm cho sạch sẽ hả? Anh không tiền nữa. Bởi vì nó kêu mẹ con rồi, nó làm. Sạch quá rồi, trời ơi, tiền quanh năm suốt tháng. Đó nữa đi. Hết tiền cho mày đi ra chị Sáu mày xin đi. Nói cho nhiều vô. Hết tiền cho mày đi ra chị Sáu xin đi kìa. Tụi tao mãi xin hết trời mà. Nói tôi hết tiền, hết rồi chị Sáu ơi, bà con nha. Tao mãi đi nó cho. Đi tới 12 giờ về nữa. Ủa, đi tới 12 giờ mới về. Đi không? Ông không đi bỏ nhà hả? Không đi với bỏ nhà luôn. Bỏ nhà luôn. Em gì thấy không? Con có để thí đi, mẹ đòi sửa sang lại cho. Tao lát sạch sẽ cho cậu đi ở. Cái chỗ đó bà quắc hồi lại đi với bà Đậm. Rồi đi, nè đi đi. Thôi đi, thôi, khỏi đi bà. Thôi đi. Nè, chạy thôi. Thôi, thôi. Thôi, thôi. Thôi, thôi. Thôi, thôi. Thôi, một hồi nữa thấy cái cảnh mà có nhiều chuyện hồi thấy cảnh nè rồi Bảo Sơn bỏ xe không còn một chiếc luôn rồi thấy cảnh là dập luôn nha thôi vậy thôi tôi đi về bến tôi lấy qua cái máy cắt máy hàng nhiều ơi lấy đi nhật tư nó vô tới rồi kìa để mình tự vô đó đi đến giờ rồi lấy ra rồi ngồi không thôi tôi đi ông đi chi nữa tôi cho Hữu Tài đi về bến lấy máy cắt máy hàng gì đi. Nóng rồi trời, đưa nóng rồi. Thôi nhanh nhanh qua nghe, để giặt tư vô tới. Nắng quá trời nắng rồi. Xe đâu mà nhóc chiếc trơn trời. Bịch thù hết trơn rồi. Trời ơi trời, sao chiếc nào cũng bị trơn gì nè. Trời ơi, chiếc nào cũng bị trơn.
Rồi luôn, hết luôn rồi, hết xe luôn rồi. Bà Đào ơi, ra đây nè, ra đây tôi chỉ bà này nè. Đây nè, ra đây nè, nãy giờ tôi nghi nghi nãy giờ rồi. Lẹ lẹ đi, lẹ đi. Hết trơn luôn rồi. Trời ơi. Khẩn trương lên, lẹ lẹ lên. Rồi luôn, chuyến này tới số rồi. Thành quả của bà, thành quả của bà nãy giờ dọc con cậu quẩy nè. Dương Bắc Giới nè. Thằng ơi trời. Trời tiếng nhất vậy. Chưa hết đâu kìa, nhìn kìa. Đó, nãy giờ cho bà chọc chọc kẹo không chi không đấy. Đó, đã hết trơn xe luôn rồi. Trời ơi là trời, cái gì cá làm kiểu gì làm ăn chị thụ má cái này hết vậy. Trời ơi là trời, sao mà không mấy cho bà nó thể tao bắt kèo sao quá trời có tài. Làm bỏ gì bà đập ông cậu bảy với bác giới đi với ông bác sĩ kìa, nhìn xe nó chơi cho luôn rồi. Xe mà mẹ em luôn. Ừ, rồi vừa cái bụng lắm rồi. Nãy giờ chọc kẹo ông chi. Gì đó, chuyện này đó tôi yêu thương. Bởi vậy nó cũng làm vậy à. Nói là chiếc xe mà em ừ, nó chiếc xe kìa. Ừ. Anh chạy hết luôn rồi. Đổi màu luôn rồi. Đó, tới nữa rồi đó. Thấy chưa? Bởi vậy á, thương con thương cháu rồi. Không thương. Trời ơi, thương em nhà đó, thấy chưa? Đây nè, tới đây sắp tới nè, tiền sao nghe. Nè, nhìn nè, đổi màu luôn, xe có màu trắng luôn. Màu màu trắng, màu xanh luôn. Trời ơi, 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 rồi đâu mất tiêu, trốn không tiêu cho này. Trốn không tiêu cho này. Tày ra nữa với thằng Tâm chứ phải chứ. Hai thằng này tụ mẹ bay. Hai thằng này đó vừa cái bụng vô đây để chị đâu rồi, tới số rồi, trốn rồi, mất tiêu hết trơn rồi. Mẹ làm hết trơn 400 chiếc xe vậy đó hả? Thánh thằng ơi, nói động tới đó cái nó đem cái xịt gì nè. Hồi nãy con nói con câu mà có mà vậy đó. Có nói gì đâu, rõ ràng hồi nãy. Hồi nãy cầm cái chai sơn bạc rõ ràng. Đâu có. Hồi nãy cầm cái chai sơn bạc rồi nãy rõ ràng luôn, thấy rõ ràng luôn. Cái này hả? Ừ. Em bác sĩ không làm đó. Nó hay không bác ba nó. Em có bác ba kìa. Ông bác sĩ không làm đó, anh không có làm à. Hồi nãy nãy cầm cái chai rõ ràng thấy nghi nghi rồi. Thấy nghi nghi rồi. Cái đám này nó quỷ trong hết nó người ta trời. Đây ra 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 ra. Cái này ai làm những xe này? Cái xe gì? Nói gì đâu. Ai xịt gì đâu mà biết rồi, cái này gì đâu. Nói là nãy ai nói không có mấy câu mà ông xịt hết trơn, ông xịt theo tôi luôn làm cái gì? Nãy giờ thấy cầm cái chai sơn bạc là nghi nghi rồi. Xúm nhau, sáng cái đầu bọt, bọt cái mỏ vô. Đó. Nghĩ cho vô luôn. Cái gì tôi nghe sầm ở đây. Hả? Chị Vũ ông Thanh là bác sĩ vô tùm lum chưa hả? Không nghiệp nhà chứ xong mệt mình chết hồi nãy á. Tính làm chỉ muốn cậu bảy xỉu ăn rồi. Mà chưa có cho ăn. Tính làm xong rồi cho ăn. Mới là ông ấy chọc ngày dài bảo là vài câu à. Đó, chị của ông la có vài câu à. Xe bà luôn. Đó, vậy đó. Rồi xe hủ tài luôn. Trời ơi, chạy xe tôi trời. Xe hết luôn rồi. Chú coi xe không nữa. Thôi, xe tôi không bị, xe tôi không bị rồi. Nghe, vậy. Cảm ơn các bạn. Quá mừng. Xe tôi không có. Thôi đi về. Lên. Về nhà. Đi uống ngoài, cháu uống ngoài luôn. Đi uống ngoài. Nhà báo luôn nha. Nha, để tới
Ủa rồi ông Khánh rồi. Đi đi ông ngoài, đi ông ngoài anh chạy. Lên 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 lên. Ha ha ha.